Xin chào anh chị em nha, em tên là Sinh, em thì chuyên giao lưu đồng hồ Nhật nha anh chị em. Hôm nay thì xin giới thiệu anh chị em là con đồng hồ để bàn của Seiko nha. Đó, thì hình thức con này là hàng mới, chưa dùng còn nguyên hộp, sách hướng dẫn sử dụng luôn nha, phiếu bảo hành luôn. Nó thì do cái này là do vận chuyển thì nói chung là tùy theo cái người bán thôi nha. Nó có thể là dán băng keo kỹ ha, thì theo thôi. Hình thức là tuy là cái hộp nó dán băng keo nhiều nhưng mà rất là hàng mới chưa sử dụng luôn. Thấy không? Thì đây là cái mã nó đây. BI227B. Thì tiếp theo thì xin mở cái hộp nó ra nha. Đây là còn sách hướng dẫn sử dụng nữa ha. Đây, phiếu bảo hành nữa ha. Đầy đủ hết. Đó. Thì tiếp theo thì em xin lấy cái đồng hồ ra luôn. Đây. Thì con này để coi xem còn pin không nha. Đây như còn là hai viên pin nha anh chị em, nhưng mà dính băng keo đây rồi nha. Đó, em không có gỡ ra đâu. Chỉ thông tin anh chị em nắm vậy thôi. Thì tiếp theo thì em xin mở cái đồng hồ ra luôn. Đó, thì con này cái màu hình thức rất là đẹp nha anh chị em. Thì con này lúc trước em đã có về một con rồi, hình thức rất là đẹp, cái màu gỗ, màu độ gỗ đỏ nhám ha, kết hợp với cái mặt phay ngã ngã vàng, có những cái đường chỉ nhìn rất là đẹp nha. Đó. Nó thì tiếp theo thì em xin ấp pin vô luôn. Thì con này là sử dụng là 4 pin tiểu nha. Máy là máy có chức năng dồi dào bằng sóng radio. Đó. Nó thì nó có chức năng là tắt chế độ dồi dào bằng kênh tự động luôn nha anh chị em. Nó thì tiếp theo thì anh chị em đợi em xíu để em lấy cái pin dư ra. Đó. Thì cái này để em đắp thử. Khi lấy ngay một pin nó hết pin cũng không chừng, khi lấy ngay một pin nó hết pin nó không có hoạt động hay là sao anh chị em tưởng là nó có trục trặc nhưng mà thật sự là nó hết pin này gì. Đây đó thì không thì máy nó sau khi lắp nó dò dò vậy nha chị em. Nó thì này thì chỉ giới thiệu thông tin anh chị em nắm thôi. Nó thì giờ thì anh chị em có thể là sau khi mua là chỉnh sau cũng được, nó cũng đơn giản thôi, nó có sách hướng dẫn sử dụng mà cũng đơn giản. Nó thì đầu tiên tiếp theo thì em xin giới thiệu là kích thước của nó là ngang là 20, cao là 29 nha anh chị em. Đó. Mặt như ca đó. Thì hình thức con này là cũng size là cũng dạng như size chung đó, tương đối lớn, cao khoảng tầm gần 30 à, nó cũng rất là lớn nha. Hình thức là hai là toàn thân là không gỗ thạch hết, màu đỏ nhám rất là đẹp nha. Đó là anh chị em thấy không, cái màu đỏ nhám rất là đẹp này. Đó. Đây xin lỗi mặt sau lại cho anh chị em xem. Đó, rất là đẹp này. Thì cái màu xin lỗi là xin nhắc lại là cái khung là khung gỗ thạch màu đỏ nhám ha, kết hợp với cái mặt phay màu vàng ha, có những cái đường chỉ màu vàng sọc nhỏ, kẻ nhỏ rất là sang nha, nhìn rất là sang luôn. Đây thì cái mặt đồng hồ nó là có kiểu như là mo lên nha, mo lên cái mặt đồng hồ riêng đó, anh chị em thấy không, tức là nó mo lên nhìn rất là giá trị nha anh chị em. Anh chị em thấy cái mặt đồng hồ nó không, thiết kế kiểu mo lên đó. Thì tiếp theo thì con này là cũng sử dụng là con quay là pha lê Waraki nha, màu xanh rất là đẹp. Đây anh chị em thấy không đó. Chiếu chiếu rất là đẹp nha. Đây xin quay từ xa anh chị em thấy không, nó thấy nó phản chiếu rất là đẹp nha anh chị em. Thì con này là so với cái con hôm qua em đã giới thiệu trước là mấy bữa trước con Citizen đó, thì con này kích thước nó cao hơn, to hơn nha anh chị em. Đó, thì con này thông tin lại là anh chị em là em đã về trước một con rồi, đã bán rồi. Hình thức là nói chung là đẹp sang đó, nhìn rất là đẹp đó, anh chị em thấy cái pha lê nó rất là đẹp nha.
Đây, thì bên trong nó cũng có cái một lớp kiểu như là thiết kế chán gương, tức là chán gương giúp cho phản chiếu những cái con pha lê trong đây nè. À, cây pha lê thì là mạ vàng rất là đẹp cho sang nha. Đây nó có những cái đường chỉ màu vàng nữa ha. Đây đó, những cái vàng rất là đẹp nha. Đó, nói chung là cái màu đỏ cái gỗ hợp với cái màu vàng nó nhìn rất là đẹp. Đây, xin quay từ xa cho em xem đó. Không, con quay nó quay kiểu từ 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 chậm chậm nhìn rất là hay nha. Đó. Thì đa số những cái con quay một chiều là nó quay từ từ vậy thôi nha anh chị em. Rồi khi nào nó quay quay tới và quay lui thì nó sẽ nhanh hơn chút xíu. Đó. Đó, thấy không? Thì cái này là em xin thông tin lại là nó đang dò giờ nha. Đó. Thì chỉnh giờ bằng tay cũng dễ thôi. Nó có chức năng là tắt chế độ dò giờ bằng kênh tự động luôn nha anh chị em. Đó, nó cũng có mắt cảm biến ánh sáng đó nè. Đó. Đó, ha. Đó, thì em xin giới thiệu anh chị em là con đồng hồ để bàn của Seiko, hình thức là hàng mới chưa dùng, rồi có giấy chứng nhận sử dụng phía bảo hành, đó, còn cả pin luôn nha anh chị em. Xin giới thiệu anh chị em là tham khảo, là xin cảm ơn và xin chào anh chị em.